Xin chào tất cả các bạn. Thì các bạn biết không, theo Liên Hợp Quốc, Canada là một trong số quốc gia có chất lượng cuộc sống cao nhất trên thế giới. Canada an toàn và sạch, không ô nhiễm so với nhiều quốc gia khác trên thế giới, cũng như là giàu tài nguyên thiên nhiên và có nhiều rừng, hồ. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada rất tốt và mật độ dân số thấp là một trong số những lý do giúp cho Canada thu hút được nhiều sinh viên quốc tế. Và đến với chương trình ngày hôm nay, Bảo Trâm muốn giới thiệu đến với các bạn trường Capilano, là một trường đại học công lập được thành lập vào năm 1968. Thì Capilano nổi tiếng với chất lượng giảng dạy tuyệt vời và đưa ra kinh nghiệm học tập chất lượng trong nhiều chương trình, bao gồm những cái văn bằng như là bằng cử nhân, chuyển tiếp đại học, bằng nghề, chương trình sau đại học và tiếng Anh. Các giảng viên thì tâm huyết, đội ngũ nhân viên thì thân thiện và môi trường học tập thì gắn bó. Và hàng năm thì trường thu hút khoảng 7.000 sinh viên, trong đó có 650 học sinh là sinh viên quốc tế chọn học tại trường Capilano. Và các sinh viên của trường thì luôn đạt được thành công trong nghiên cứu, học tập, trong sự nghiệp hay là quá trình tìm tòi kiến thức, và là những công dân có ích trong một xã hội toàn cầu hóa đa dạng và không ngừng biến đổi. Và trụ sở chính của trường thì tọa lạc tại núi, một địa điểm tuyệt vời giống như là công viên, và dễ dàng đến với lại công viên Vancouver bằng ô tô hoặc là xe bus với xấp xỉ chỉ khoảng 20 phút là đến. Và thì Vancouver thì tọa lạc ở phía nam của vùng duyên hải Canada. Vancouver thì hấp dẫn khi mà thỏa mãn tất cả các điều kiện mà người ta muốn tận hưởng đối với thành phố 2 triệu dân này. Các bạn có thể tìm thấy được các nhà hàng với phong cách ẩm thực khác nhau, nhà hát, viện bảo tàng và các trung tâm mua sắm. Thì bên cạnh đó thì Vancouver được thiên nhiên ban tặng cho một khí hậu ôn hòa và nhiệt độ hiếm khi là hạ xuống quá thấp. Và ở trường thì có các ngành học chính như là Anh ngữ học thuật, kinh doanh, truyền thông, phụ tá luật sư, giáo dục mầm non, âm nhạc tra và âm nhạc vật lý trị liệu. Bên cạnh đó thì còn các ngành như là nghệ thuật điện ảnh, quản trị nghệ thuật và giải trí, kịch nghệ, du lịch hay là giải trí ngoài trời. Và để tìm hiểu rõ hơn về lại điều kiện như thế nào cũng như là cái thời gian học ra sao, các bạn có thể liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra cần hỗ trợ gì thêm, các bạn có thể gọi ngay đến số 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, xin chào, rất vui vì được gặp lại các bạn thân yêu trong chương trình tìm hiểu thông tin du học Canada ngày hôm nay. Thì ngày nay, nước Canada, đất nước với biểu tượng lá phong đỏ này, ngày càng thu hút nhiều sinh viên quốc tế đến để du học. Vậy, điều gì ở đất nước Canada cũng như là sự ưu đãi gì từ chính phủ mà lại có thể thu hút các bạn sinh viên của chúng ta nhiều đến như vậy? Thì giờ đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Thì xin chào Bảo Trâm. Chào Phương và tất cả các bạn. Thì Bảo Trâm có thể chia sẻ cho các bạn biết lý do tại sao mà Canada được nhiều bạn chọn làm điểm đến như vậy được không? Thì có rất nhiều lý do để bạn chọn một quốc gia nào đó để theo học, và có thể là do bạn yêu thích nền văn hóa cũng như là bạn muốn khám phá những điều mới mẻ. Và bên cạnh đó thì còn có nhiều lý do từ chính phủ tạo được sự tin tưởng và thoải mái cho sinh viên khi du học tại đây, như là Canada là một trong số các quốc gia G8 có mức học phí thấp nhất. Học tập tại Canada thì rẻ hơn so với học tại các quốc gia khác như là Úc, Pháp, Anh hay là Mỹ. Và Canada là một trong những nền kinh tế mở cửa, bền vững và thịnh vượng nhất trên thế giới. Đây cũng là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới và có những danh lam thắng cảnh rất là đặc biệt, độc nhất vô nhị với hơn 40 công viên quốc gia. Và Canada thì có môi trường trong sạch, có lợi cho sức khỏe và được bảo vệ rất là chu đáo. Thì ngoài ra thì Canada còn là một trong số các quốc gia an toàn nhất và thân thiện nhất ở trên thế giới. Theo chỉ số phát triển con người của Liên Hiệp Quốc thì Canada nằm trong 4 quốc gia hàng đầu ở trên thế giới. Đây là một quốc gia song ngữ, nơi bạn có thể học thành thạo tiếng Anh và cả tiếng Pháp nữa. Và đặc biệt là ở đây có hơn 390 cơ sở giáo dục để cho bạn lựa chọn. Và khi bạn chọn Canada du học thì bạn đã được quốc tế thừa nhận về chất lượng bằng cấp và chất lượng của hệ thống giáo dục. Vậy thì bạn còn chờ đợi điều gì nữa? Hãy tới và học tập tại Canada để thực hiện giấc mơ tri thức của bạn trong một quốc gia thân thiện và có công nghệ tiên tiến rất là cao. Thì mới nghe Trâm nói thì Phương đã thấy là đất nước Canada cùng với những ưu đãi từ chính phủ rất là hấp dẫn rồi. Thì các ngành nghề cũng như là bằng cấp có sự phân biệt như thế nào vậy Trâm? Trâm cũng xin chia sẻ rõ cho các bạn cũng được biết luôn. Thì Canada xem giáo dục là đầu vào quan trọng nhất của nền kinh tế, hoàn toàn phục vụ yêu cầu về phát triển. Không những chỉ thể hiện bằng việc đầu tư rất lớn ngân sách nhà nước cho giáo dục, hỗ trợ để cung cấp các khóa học chất lượng với học phí rẻ, chỉ từ 200 triệu Việt Nam đồng trên một năm mà thôi. Và chính sách đào tạo theo nhu cầu thị trường còn thể hiện mạnh mẽ trong tiêu chí phân loại nghề nghiệp của chính phủ nước này. Và trong hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia của Canada, các ngành nghề đều được phân loại chi tiết theo yêu cầu đào tạo. Cụ thể như là Skill Level A, đó là nhóm nghề yêu cầu tốt nghiệp từ trường đại học với trình độ như đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc là sau tiến sĩ.
Thứ hai đó là Skill Level B, đó là nhóm nghề yêu cầu tốt nghiệp từ các trường cao đẳng như là cao đẳng hoặc là cao đẳng nghề. Tiếp theo đó là nhóm Skill Level C, đó là nhóm nghề yêu cầu tốt nghiệp từ trung học phổ thông. Và cuối cùng đó là Skill Level D, đó là nhóm nghề không yêu cầu trình độ tối thiểu, chỉ cần đào tạo trong quá trình làm việc mà thôi. Và điều đặc biệt là tại Canada là dù tất cả nghề nghiệp được phân loại theo trình độ đào tạo, nhưng lại không hề bị vướng vào lối mòn bằng cấp. Và chính vì điều này đã giúp cho Canada giữ vững vị thế hàng đầu thế giới trong việc hoạch định, quản lý và điều chỉnh giáo dục để phục vụ tối ưu cho việc phát triển về kinh tế. Vậy là theo như Phương biết thì vào tháng 9 năm 2014 thì Bộ Lao động và Phát triển Xã hội Canada tính đến năm 2022 thì đất nước này cần đến 3,9 triệu lao động có trình độ cao đẳng và đại học trở lên, trong khi người Canada chỉ đáp ứng được có 79% thôi. Vậy thì Trâm có thể chia sẻ cho các bạn của chúng ta biết rõ hơn về vấn đề này được không? Thì cứ 2 năm một lần là Bộ Lao động và Phát triển Xã hội Canada sẽ cập nhật số liệu mới nhất về dự báo nhu cầu lao động của nền kinh tế giai đoạn 10 năm tiếp theo và khả năng đáp ứng của các nguồn cung lao động. Và báo cáo này thì được xem là kiểu mẫu khi phân tích chi tiết cho từng ngành nghề, chỉ rõ số lượng công việc được tạo ra và số người lao động có thể cung ứng từ tất cả các nguồn. Từ đó thì mình có thể xem xét sự thừa hoặc là thiếu để làm cơ sở điều chỉnh tốt nhất cho thị trường lao động ở Canada. Và theo báo cáo mới nhất được cập nhật vào tháng 9 năm 2014 thì Canada sẽ có khoảng 5,8 triệu công việc tính đến năm 2022 từ tất cả các nguồn, bao gồm như là công việc tạo ra do nghỉ hưu, công việc tạo ra do mở cửa về nền kinh tế hoặc là công việc cần được thay thế khác. Trong đó có 66,4%, tương đương là 3,9 triệu công việc yêu cầu người lao động phải có trình độ quản lý là cao đẳng hoặc là đại học. Và đặc biệt là có đến 71% trong số công việc tạo ra do phát triển kinh tế yêu cầu người lao động có trình độ cao. Và điều này thì phản ánh xu hướng sử dụng lao động của Canada trong tương lai yêu cầu ngày càng cao hơn đối với trình độ của người lao động. Vậy thì các nguồn cung lao động cho thị trường Canada tới đến năm 2022 là như thế nào vậy Trâm? Để có đủ lao động cung ứng cho nền kinh tế thì Canada sử dụng tối đa lao động trong nước và thu hút lao động có trình độ cao từ nước ngoài. Và theo báo cáo thì dự kiến sẽ khoảng 5,7 triệu người tìm việc từ nguồn sinh viên tốt nghiệp trong nước, người nhập cư và người đổi việc trong giai đoạn năm 2013 đến năm 2022. Tuy tính là tổng số như vậy nhưng người Canada có thể đáp ứng đến hơn 80%, nhưng có đến 19% số lượng người Canada tốt nghiệp trình độ như cao đẳng đại học, đó là Skill Level A hoặc B, thì lại muốn làm các công việc có trình độ thấp hơn, đó là ở Skill Level C và D, dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng đối với các nhóm ngành yêu cầu trình độ cao. Và số người Canada chỉ bù đắp được gần 72% nhu cầu lao động thuộc nhóm quản lý thôi, và đặt ra thách thức với chính phủ về việc thu hút người nhập cư có trình độ cao. Gần 50% số lao động nhập cư thuộc nhóm có trình độ cao và chủ yếu là du học sinh tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học tại Canada sẽ tiếp tục ở lại nước này để làm việc. Và đây là kết quả xứng đáng cho một loạt chính sách hiệu quả và kịp thời của chính phủ đó. Nếu vậy thì Trâm có thể gửi đến các bạn một số chính sách hấp dẫn thu hút định cư của chính phủ Canada vào năm 2014 dành cho sinh viên quốc tế được không? Thì thứ nhất đó là quy trình cấp xét visa sẽ được cải tiến nhanh gọn, rõ ràng hơn so với trước đây. Đặc biệt là từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, sinh viên quốc tế không cần phải chờ sau 6 tháng mới được cấp giấy phép làm việc, mà sẽ được cấp ngay sau khi nhận visa sinh viên. Đây là động thái tích cực nhất để sinh viên có điều kiện hội nhập nhanh chóng vào thị trường lao động Canada trong thời gian học. Cùng với các chương trình thực tập hoặc là thực tập hưởng lương, việc chính phủ cho phép sinh viên đi làm thêm 20 giờ trên một tuần, đó là điều kiện tốt nhất để sinh viên quốc tế trở thành lực lượng lao động trình độ cao, quan trọng đóng góp cho nền kinh tế của Canada. Và thứ hai đó là chính phủ Canada cho phép sinh viên quốc tế thuộc các chương trình cao đẳng trở lên sẽ được ở lại Canada từ 1 đến 3 năm để tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Và sau khi có việc làm full time từ 6 tháng cho đến 1 năm thì sinh viên quốc tế sẽ có thể nộp hồ sơ để xin định cư tại Canada và sẽ được hưởng nhiều phúc lợi từ chính phủ nước này. Và thứ ba đó là chính phủ các bang sẽ công bố thông tin rõ ràng về nhu cầu lao động, mức lương tối thiểu cũng như là các chính sách khuyến khích bổ sung cho sinh viên quốc tế tại tỉnh bang đó. Và đặc biệt nhất là tại tỉnh bang Manitoba thì có chính sách hoàn trả lại học phí lên đến 60% và miễn bảo hiểm y tế cho tất cả các sinh viên của mình luôn. Theo Phương thấy thì mặc dù tính đến năm 2022, số lượng và nhu cầu lao động tức là 5,8 triệu và người đi tìm việc là 5,7 triệu là gần như là cân bằng nhau. Tuy nhiên, xét về từng ngành nghề cụ thể, vẫn xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động. Trong đó, ngành nghề được dự báo thiếu hụt trầm trọng nhất là nhóm ngành liên quan đến sức khỏe. Đây là điều tất yếu đối với một đất nước mà Phương thấy là đang phát triển như là Canada. Thì
khi phải đối mặt với vấn đề nan giải về dân số già và nhu cầu sức khỏe của người dân ngày càng tăng lên đó. Đúng rồi đó Phương, thì chính vì điều đó nên các ngành nghề y tế lại rất là được hoan nghênh hầu hết là ở mọi quốc gia luôn. Nếu vậy thì cuối cùng Trâm có thể cho các bạn biết thì những giấy tờ cần thiết nào mình có thể giúp các bạn để hoàn chỉnh hồ sơ du học Canada phải không? Thì hồ sơ của các bạn thì sẽ bao gồm là hồ sơ cá nhân như là passport, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hình 46 hoặc là giấy khai sinh. Và còn về hồ sơ học tập thì bạn phải nộp hồ sơ tất cả các giấy tờ để xác nhận quá trình học liên tục như là bảng điểm, học bạ hoặc là bằng khen. Tuy nhiên thì mỗi một hồ sơ sẽ có một hướng đi khác nhau. Vì vậy các bạn nào có ý định du học Canada thì hãy đến ngay với công ty Tân Đại Dương ở địa chỉ 148/1 Trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chúng tôi có thể xem xét cụ thể hơn về hồ sơ của bạn nhé. Xin cảm ơn bạn Trâm rất là nhiều. Và kính thưa các bạn, vừa rồi thì các bạn đã nghe những thông tin mới nhất về vấn đề du học Canada cũng như chính sách mới hấp dẫn từ chính phủ nước này và mọi thắc mắc về thủ tục du học, chứng minh tài chính thế nào cho các bạn thì các bạn có thể truy cập website tandaiduong.edu.vn hoặc gọi ngay vào số điện thoại 0838484879 để được nhận thông tin hướng dẫn tốt nhất và nhanh nhất các bạn.